Mình và Thùy là nhìn thấy nhau từ lúc mà thầy Nam Khánh luyện thanh ở top 72 ấy, nhớ không? Xong rồi lúc đấy thì chứ chị rồi em ơi, chị chờ lắm, chị không có biết luyện đến năm nào bây giờ. Sao em nói gì nhỉ? Em bảo là làm theo em đúng không? Lần đầu tiên chị nghe em hát thì chị nghĩ là chắc là em sẽ vào sâu. Lần đầu tiên chị được nghe ở ngoài mà có cái thay như thế. Ngại quá. Em cũng phục một con người Quảng Trị rất là mộc mạc dễ thương mà cái tiếng hát lại chạm vào trái tim khán giả như vậy. Mơ miên man, mơ xóa đi ngàn nắng vàng. Ở trong ngôi nhà chung thì Thùy là một trong những thí sinh rất là chăm chỉ tập luyện ấy. Và lúc cô ấy tập thì rất là tập trung. Hay đây chị Thùy đây chỉ là chị không theo nhạc gì cả, nhưng mà chị đã thể hiện được cái sự đam mê của chị. Và mình cũng rất là trân trọng cái điều đấy. Có chút lo ngại vì cái chất giọng hai chị em chả chất giọng nào. Đầu tiên Thoảng nghĩ thì là không hợp về giọng. Một người thì quá là mỏng mảnh mảnh, còn một người thì rất là dày là sàn thì không rất là kết hợp thế nào. Nhưng mà rất là đặc biệt là hai chị em cùng yêu thích một ca khúc. Đó chính là ca khúc Bí Mật. À không, Bí Mật phải nói là ca khúc Đây là một cái bài hát hiện đại, rất dí dỏm và đã có sẵn một cái phần phối khí khá là hiệu quả. Và tôi quyết định là giữ nguyên cái phần phối này. Tuy nhiên, với cái sự tươi tắn của Nhật Thủy và Minh Thủy, tôi tin chắc rằng bài hát này nó sẽ rất khác. Cái bản gốc của ca khúc này thì đã phối rất là hay rồi. Và khi nghe thì đã rất là thích rồi. Và cũng không cần phải thay đổi nhiều. Mà chỉ mong là nhảy đẹp như chị Vy Đăng. Không được đâu. Khó khăn của các bạn sẽ phải tìm được những cái bè thực sự hiệu quả đúng với cái quãng giọng của mình. Đấy, nhưng mà mình không được làm nó quá đi. Làm nó phải làm nó rất là tự nhiên, chứ không làm nó quá đi là nó thành một cười. Em không thể hát được tót 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 như thế, nó không đưa lại cũng được. Đây sẽ là một phần trình diễn đặc biệt vì sẽ là sự kết hợp của một còi và một mập. Chắc là cũng hay đấy. Xin chào cặp đôi số 10 nhí nhảnh các cảnh. Các bạn biết không, hai bạn dễ thương mà làm cho người đối diện người ta cảm thấy vô cùng là dễ chịu và yêu đời luôn. Thủy thì xinh xắn, đáng yêu, còn Thùy thì rất là sức sống, làm cho người ta hưng phấn. Vậy thì bây giờ có thể cho Linh biết là mỗi người thích ở cái người kia cái điểm gì được không? Em Thùy á, thì mọi người thường thấy một hình ảnh rất là dịu dàng, dễ thương. Nhưng mà khi sống trong ngôi nhà mới biết là bên trong con người ấy là một cái cá tính rất nổi loạn và Thùy phải nói rằng như một cậu con trai. Như một cậu con trai rất là tinh nghịch. Em thì em rất thích chị Thùy một điểm, đó là mỗi khi mà buồn ngủ thì tìm đến Minh Thùy là tìm đến một chiếc gối ôm cực kỳ tuyệt vời. Có thể nói là đó là một điểm tựa rất là vững chắc và ấm áp của một người phụ nữ. Hai bạn dành cho nhau những cái lời rất là có cánh. Linh nghĩ chắc hai người rất là yêu thương nhau. Linh hy vọng rằng là cái cặp đôi số 10 này một chút xíu nữa sẽ giành được điểm 10 trong lòng quý vị khán giả. Chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện trên sân khấu của Minh Thùy và Nhật Thủy. Trong lòng chị em đi hey 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 hey, chẳng
cho xin em biết. Em xuống em say em hát, vẫn em sống cho xin em biết. Nhưng nhiều khi trong bóng trắng vui thôi em sống cho xin em biết. Khi em xuống em say em hát, vẫn em sống cho xin em biết. Nhưng nhiều khi em buồn lắm. Em sống cho xin em biết. Em đã giống như tâm không biết. Nhật Thủy, xin mời hai bạn trở lại sân khấu với Thảo My. Wow. Minh Thủy và Nhật Thủy có bí mật gì vậy? Có thể bật mí cho Thảo My biết được không? À, bí mật của chúng tớ là rất yêu chị Tâm. Vâng, xin mời chị Mỹ Tâm ạ. Hai em à, dễ thương quá à. Không biết nói sao luôn á. À, thứ nhất là chị rất là ngạc nhiên cái bài hát này là một bài không phải là thật sự không phải là bài hát để đi thi như thế này. Nhưng mà tụi em đã làm cho một cái không gian, một cái không khí nó thật sự là khác biệt để cho mọi người sẽ cảm thấy là không có suy nghĩ về việc đây là một cái cuộc thi gì cả mà mọi người cảm thấy rất là hưng phấn khi mà xem cái sự trình diễn của em. Ban nhạc cũng chơi rất là tốt bởi vì bài này không phải là dễ để ban nhạc có thể đánh mà ngoài cần phải có loop, có này kia nữa, nhưng mà anh làm tốt, rất là dễ thương. Cảm ơn ban nhạc, tụi em phải cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn ban nhạc, cảm ơn rất là nhiều người cho tiết mục này. Và ngay cả cái kết mà tụi em làm cho mọi người bất ngờ, mặc dù cái nó rất là cũ rồi, nhưng mà cái cũ rồi nhưng mà mọi người vẫn thích như thường. Đó là cái điều quan trọng. Cái gì mà nó quá cũ nhưng mà lâu không làm thì nó thành mới. Thành ra là mọi người cảm thấy rất là hưng phấn trong cái trình diễn của em. Riêng về bài hát này thì chị cảm thấy rằng là cái tinh thần là quan trọng và tụi em đã làm được cái tinh thần rất là tốt. Có những cái sơ suất nhỏ nhưng mà chị nghĩ là không phải là quá để có thể nói, cho nên là chị nghĩ là em đã làm một cái tinh thần rất là tốt rồi. Và chị rất là thích, chị rất là yêu quý, và chị hy vọng rằng hai tụi em cũng sẽ là lọt vào vòng cuối cùng của cuộc thi này. Cảm ơn giám khảo Mỹ Tâm ạ. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Tâm. Xin mời giám khảo Anh Quân ạ. Một cái kết không thể đẹp hơn cho cái gala này. Và anh nghĩ rằng Thùy thế này mà nhảy có khi lại đẹp nhất trong các bạn đấy nhỉ? Đúng rồi. Giỏi nhỉ? Quá duyên luôn. Không, cũng như Tâm, tức là bài của chị đã hát rồi mà chị còn không chê được. Thì anh có nghĩ là anh chả chê được cái gì cả. Tốt nhất là anh khen bọn em. Và bọn em xứng đáng được cái lời khen từ anh. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn giám khảo Anh Quân. Xin mời giám khảo Nguyễn Quang Dũng. Tôi mong cho anh Quân sẽ nói dài hơn để có thời gian dài hơn để người ta vote cho hai em. Bởi vì cái tiết mục này tôi nghĩ là xứng đáng để đặt cuối chương trình, bởi vì nó rất là hay và tôi nghĩ là nó là tốt nhất. Và tôi có một bí mật, nhưng mà tôi sẽ nói cho hai em biết. Mong rằng fan của chị Mỹ Tâm không vì điều tôi nói mà không nhắn tin cho hai em. Nên nói luôn. Đó là cái phần trình diễn này của hai em á, tôi nghĩ là cũng không hề thua gì cái bản của chị Mỹ Tâm cả. Trời ơi, cô ấy hát bình thường thôi. Và cái điều mà tôi rất là mong và ước gì á, đêm chung kết á sẽ gặp lại bài này mà phải là tam ca. Yeah. Em sẵn sàng. Anh không biết là hai em có chịu không, như chị là chịu rồi đó. Vậy nếu mà khán giả muốn có tiết mục đó thì hãy nhắn tin cho cả ba người để vào vòng chung kết nha. Các bạn, quý vị có nhắn tin cho hai bạn kia xong còn nhắn tin cho mình nữa là mình số 1 gửi 1981 ha. Số 0. Số 1 gửi đến 1981, mình sinh tháng 1 năm 1981 mà. Em và Minh Thủy sẽ nhắm ạ. Ok, chị sẽ nhắn tin cho hai em luôn. Cảm ơn chị ạ. Cũng giống như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì hôm nay Thảo My rất là bất ngờ với khả năng vũ đạo của Minh Thủy. Để tập luyện được những vũ đạo như vậy thì Minh Thủy có gặp nhiều khó khăn hay mất nhiều thời gian không? Có, tất nhiên rồi. Vì thực ra vũ đạo là một trong những cái thứ mà mình mới được làm quen,
thật ra là mình nghĩ là như mình hay nói với em Thủy là nghĩ là phải chăm chỉ hơn một chút thì sẽ làm tốt. Em rất muốn nói là hôm nay hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ ghi nhận được cái phần sự cố gắng của chị Minh Thủy trong suốt một tuần vừa qua để có được một tiết mục biểu diễn như vừa lúc nãy ạ. Xin cảm ơn hai bạn.